trên mặt mai con cũng đó. Dính mấy cái chấm phụ vàng vàng. Phụ chuyên gia make up đánh thế nào cho nó không ngoại gì. Cái này đánh là nãy đúng không? Đó là mút đó.
giận mấy đứa em. Mày chụp trái bầu nha. Chụp được hai người thôi. Đứng đông được. Có bên kia có chỗ bắp này chụp chưa? Bố ơi chụp chị nắm bắp nè bố ơi. Đó. Đó, giống vậy á, giỏi vậy đi. Một là chị nướng bắp, hai là chị ăn bắp, chị chọn cái nào? Cầm cái bắp rậm luôn. Cái này nó có cái đồ cầm nè Vân, nó dài dài nè Vân, bên này nè. Chị kia. Có da đẹp không cả nhà ơi? Đó, nói đẹp. Áo dài này có giá là 2.749.000. Đẹp rồi đó. Thì hồi nãy giờ là Vân chụp xong rồi, nhưng mà anh Coleman đã về giữa chừng để về nhà bán đào. Bây giờ là cái mà anh Coleman đang bận rộn nhiều nhất đó là cái vườn đào của anh. Cho nên là mọi người nhớ qua Coleman 40 Trần Trọng Cung để ủng hộ những cái cây mai đào. Tại vì năm nay mai không có được đẹp lắm, nhưng mà đào rất là đẹp. Cho nên cả nhà nhớ đến ủng hộ anh Coleman một cây đào nha. Bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả nha. Bye bye.